chào mọi người. Thì Phương với Michael đã đến Benihana ở đây. Và cái video ngày hôm nay thì Phương sẽ ghi lại một ngày cuối tuần của nhà mình. Thì hôm nay nhà Phương đã đặt một cái bàn ở Benihana thì để mừng sinh nhật Banner. Bàn của Phương sẽ reserve vào lúc 12 giờ trưa. Thì bây giờ chỉ mới là 11 giờ rưỡi thôi. Và Phương với Michael đến sớm hơn một chút, cho nên hai đứa mình sẽ ngồi ở cái quầy bar đằng sau này nè. Và tụi mình sẽ đặt nước cũng như là đặt sushi để ngồi chơi trong lúc mà tranh thủ ba với mẹ của Phương tới nha. Và ngày hôm nay thì một vlog rất là ngẫu hứng sẽ quay lại một ngày cuối tuần của mình như thế nào nè. Mình sẽ có đi ăn trưa và có thể là sẽ đi shopping như sau. Cái lúc này nữa thì có gì Phương sẽ dẫn mọi người theo nha. Nơ đâu? Birthday nơ hả? Trời ơi, cô gái tóc hồng. Năm nay bé nơ 23 tuổi rồi đó mọi người. Hello ba. Ba với mẹ nè. Rồi, ba làm cái gì đây? Hôm nay ba với mẹ đi ăn trưa nha. Ôm bà mẹ. Đây còn mấy đứa nhỏ này chắc nó đặt nước với mọi người. Chào mẹ. Nói với mẹ nè. Hôm nay outfit của hai người này là gì đây? Trời ơi, nhìn con bé nơ này mọi người. Mình đây. Hôm nay không có boyfriend của Thảo My. Không, chào. Ok, gia đình mình đầy đủ rồi nha. So where's me? Thảo My học bài, nó có final. Nó không, nó đi không được. Ok, mọi người mình vào trong bàn nha. Ok, ông ơi. Đương nhiên phải nói với chị Phương bà ơi. Let me order for you right now. Can you make sure we get your shop on the side? Your shop? Yeah, thank you. Hey, I'm gonna record y'all. Man, that okay? I'm good. Money free. Got the napkins, bro. Nugget and salad? Meat salad, bro. What? Hey, yeah. Qua wow, mọi người ơi, buổi trưa ở Benihana rất là đông nha. Những cái party ở phía bên này và phía bên kia cũng đều là birthday hết luôn. Medium rare. Medium rare. Yeah. And you have a chicken fried rice, right? Yeah. Chicken fried rice, medium rare. Yep. Mọi người ơi, đây là chú đầu bếp cho cái bàn của nhà mình nha. Same order, right? Thank you. And here's fried rice. Yeah. And a fried rice. Đây là cái xe của chú này mọi người. Wow.
Yes. Oh, cow. You Vietnamese too? Yeah. Really? Oh, you tell him. Yes. Nah, Wow. Chị ở đây à? Ở đây ở đâu? Ở đây. Dạ dạ. Con xin ớt không? Đó. Dạ có. Ồ, okay. Oh, là thành tiếng Việt luôn rồi. No, that's good. They only speak Vietnamese. Không có nước mắm nha. Không có nước mắm. Oh, Tom, I like you, Tom. Có chị giàu. Sống người đầu. Có sếp. Hai trời. Có đây em, hai chị anh. Ok, chú Tom đang lấy nước chấm cho mình nha mọi người. Cô rất là thích những cái nước chấm này ở Benihana. Chấm đồ ăn rất là ngon luôn. Monica. Yeah.
Đang lái xe nè. Chở cả nhà mình đi shopping. Hello mọi người, mình đã đến chỗ mình shopping rồi đây. Thì chiều nay mình shopping với mẹ Nga nha. Ba của Phương thì ổng ngủ luôn rồi mọi người ơi. Đây là một chỗ mà người ta shopping ngoài trời á. Ở đây thì sẽ có những cái cửa hàng rất là nhiều cái thương hiệu, và đặc biệt ở đây thì được gọi là outlet. Thì outlet sẽ rất là dễ để mà mình shopping, bởi vì giá cả ở đây sẽ phải chăng hơn và mình đôi khi sẽ mua được những món đồ có giá hời hơn nha mọi người. Đây, cửa hàng đầu tiên Bến Âu muốn vào nha, Hollister. Ồ, cái áo này lên cái camera của mình thì không có đẹp lắm, nhưng mà ở bên ngoài nó sẽ có màu hồng nhạt nha. Phải màu hồng nhạt không ta? Cái này em nè. Đây rồi mọi người, Michael nè, vừa nãy đi vào GameStop. Anh mua gì đây? Buy something for Noah. Ồ, anh mua game cho Noah nữa hả? Minecraft. Minecraft. But they didn't have it. Ừ. Cái này là gì đây? Naruto. 10 đồng hả? Ôi, trời trời trời, honey.
đây nó bán mấy cái mà đăng len á mọi người, dễ thương chưa. Dễ thương quá. Dễ thương quá đi, Squirtle. Bố nằm dính dính. Nói lại cho em nghe, cái đó là con gì? Con Squirtle. Ủa đúng không? Yeah. Đúng Squirtle. Mà Squirtle. Trong Squirtle. Pokemon. Squirtle, Squirtle. Because this is when you buy two, you get two free. That means you have to find two that you like. Ở đây có nhiều cái huy hiệu để mà gắn dép nha mọi người. Rất là nhiều luôn. Dép mình chưa mua nhưng mà lại đi mua cái gắn. Mọi người ơi, Phương không lựa được cái dép. Lúc nào cũng vậy, muốn mua cái cross lâu lắm rồi mà vẫn chưa lựa cả. Nhưng mà vẫn chưa lựa được cái mà mình thích luôn. Well, I mean, you have to have a Build-A-Bear, dude. Yeah, this is what I want to build. No, I don't. That's a costume, I think. No, it has. Y'all see it? Oh, how much is that? 44. That's a lot, dude. Wow, Lakers, honey? Yeah, honey, honey. Mấy đồng? I see you. Mua đi. 50. Mua đi. Mua đi. Mua cha Bruni đi. I go with this now. Okay, he doesn't need boxers, dude. Where do I go with this? Yeah, Phương mua cái áo này cho Bruni nè. Tối nay cho Bruni mặc luôn. Đội bóng rổ Lakers của Los Angeles nha. LeBron baby. Trời ơi, tìm được bà mẹ rồi nha mọi người. Bà mẹ từ Bloomingdale chạy thẳng qua bên Nordstrom. Kiếm nãy giờ luôn. Mẹ lựa váy rồi mẹ. Mẹ lựa váy đi coi show Mỹ Tâm nha mọi người. Nhà Phương đang lên kế hoạch là ngày 22 tháng 12 này mình sẽ đi xem show Mỹ Tâm ở Casino Bạch Chân Gà nha. Không biết hôm đó là để xem được mọi người có sắp xếp được hay không. Nếu như gia đình của mình mà đi được thì Phương sẽ làm vlog luôn. Trời ơi, cái gì đây? Mua kem hả? Kem này là cái kem Dippin' Dots đó mẹ. Please, hello. Oh, select your product, bro. Chọn cái gì vậy? Honey got content. Ooh. Thank you, sir. Now it's gonna use this Lipalicious 5000. Yeah, Lipalicious Gawk Gawk 9000. Trời ơi. 6 đồng một cái viên nữa, cái viên. Yeah. Giàu không? Giàu, cái viên. Mua để ăn cho biết. Khát nước hay gì? Alrighty. Alright. Wait, where the frick's my spoon? Oh, the spoon inside. Ăn quá. Miếng nào? Ăn miếng. Nè. Ăn đi.
Anna. Trời ơi là trời. Thôi đừng đút cho bay nghe, bay cảm ơn. Mình đang vào một cái cửa hàng ở đây, nó bán bông tai. Nãy giờ Phương với mẹ Phương xem thử có mấy cái bông tai nào để mà mình mặc đồ để mình thay đổi một chút xíu. Cái này có ngọc trai nè. Thì nhìn quanh thì Phương chưa có thích cái bông tai nào hết. Nhưng mà Phương với mẹ chỉ ấn tượng duy nhất một cái đôi bông ở phía bên đây thôi. Nhưng mà nó không có sale. Đây, cái bông này đây. Đẹp mọi người. Sáng quá chừng luôn. Đẹp mà. Đẹp. Con mua đi. Lai sau Mỹ Tâm coming soon. Cũng được. Cho mẹ hả? Đấy. Mà tôi thích cái màu đen. Cái gì của anh vậy? Con mẹ mua giống nhau. Đấy. Cái đó là cái đó nhiều. Kệ mua đây, dễ gì kiếm, dễ gì kiếm được cái gì đẹp. Bóng đồng cái màu được hay. Hello, mình vừa mới lựa được thêm một cái bông tai này nữa nè. Dễ thương không mọi người? Ta-da. Mà Nga lựa được cái nào? Cái cây này hơi quẹt quẹt. Bạn lựa bông nào vậy? Đẹp, 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 đẹp. Ok mọi người, Phương với mẹ Phương lựa xong rồi nha. Đây là những đôi bông Phương với mẹ Phương mua nè. Cái này bông của mẹ nè. Còn đây là bông của Phương. Thêm đôi này nữa. Và cái đôi màu đen này nữa. Có rồi. Trời đất ơi, cái viên đó mình tính tiền nhảy vô mua bông luôn. Và bông cho cái viên nha. Nhìn cái lỗ tai đó nè. Cái này nó giống như nãy con. Không, nó mang cái kiểu này nè mẹ. Mà cái hộp này nhỏ quá cái viên ơi. Hộp nhỏ quá. Hộp kia đã nhỏ rồi. Car, please. Can you go ahead and type in? Hello mọi người. Bây giờ nhà Phương đã đi về xuống lại khu người Việt Nam. Thì mình đang ở gần cái khu Phước Lộc Thọ và đang ở phía trước chợ Á Đông nha mọi người. Nhà mình vào đây thì đi chợ, với lại Kevin nó cũng đi chợ cho mẹ của Kevin luôn. Mẹ đi chợ nè mọi người. Ok, đây là một trong những chợ Việt Nam khá là nổi tiếng ở khu vực Bonsa nha. Nó lựa mì gói rồi nữa. Hay là cũng mì gói thôi. Sao phải có view được. Nó biết cái viên nó muốn mua gì cho mẹ cái viên không? Ốc bưu hả hay là ốc hương? Đi xuống đó đi mẹ. Đây mọi người, ở trong chợ mình cũng sẽ bán rất là nhiều những cái loại gia vị của Việt Nam nè. Ở đây thì ở đây có cái gì ta? Sa tế để làm ăn phở, những cái gia vị để nấu phở, nấu bún bò Huế. Có cả chao này kia nữa. Và ngoài ra cũng có những cái gia vị của người Hoa, cũng như là những cái gia vị của người Thái và người Hàn Quốc. Trời ơi nó, tôi đang stock chiên su hả? Chiên su có sale không vậy? Chiên su, chiên su. Đây, đây là khu vực bán thịt và hải sản nha.
Đây là mọi người ơi, đây là tóc. Đây là đồ đi chợ nhà mình nha. Phương sẽ tính tiền đồ của Phương trước. Xong rồi tới đồ của Banner với Kevin. Cảm ơn mọi người đã xem video của Phương đến giờ phút này. Nếu thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ Phương nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!